Lần đầu tiên, khách mời của Đời Nghệ Sĩ là một cặp vợ chồng đã vượt qua rất nhiều những trắc trở và định kiến để có thể đến với nhau như một định mệnh. Trần Vũ và Thu Trang. Mình sống bên nhau và quên hết hận sầu, thì không gian kia là khói thuốc nhiệm màu. Để mãi đôi ta trôi xa bên đợi chờ, kết hai tâm hồn tràn ước mơ. Lúc mới gặp thì mình cứ tưởng là ôi mình là chị, mình phải chỉ bảo này kia không. Nhưng mà sai rồi anh ạ. Bây giờ giống như là em ở đây còn Vũ ở tiếp trên đây cơ anh ạ. Đời Nghệ Sĩ được cặp đôi Trần Vũ Thu Trang gửi tới khán giả, phát sóng vào lúc 19h15 phút Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022 trên VTV9.